Xin chào cả nhà, chào cả nhà quay lại với kênh Gió Đồng Săn Ma Vlog cả nhà. Sượng quá. Chào cả nhà. Quên, tại vì cả nhà biết là tụi con đi thì trong một ngày thì tụi con sẽ đến rất là nhiều nơi. Chẳng hạn bữa nay thì hiện tại thì mình đang ở Châu Đốc, không? Đầu giờ chiều bắt đầu chạy xuống với ở Long Xuyên. Hoặc là đi Nhà Bàn, nói chung là sẽ đi dữ lắm, bởi vì thành ra cả nhà qua Đồng Tháp rồi. Rồi gọi là nghĩa là nhiều khi đó, mình tại con Tú làm hai kênh nhỏ kênh lớn. Ừ. Thì khi chào lộn. Thì bởi thành ra thì chứ không có gì mà thấy có gì đâu. Thì đâu có gì đâu, nhưng mà người ta sợ ta coi lộn kênh. Thì cái nhà ấy, thì hôm nay hai cô cháu con cũng trở lại. Hôm nay coi tại sao đã đủ ánh sáng bây giờ, hôm nay biết sao phim trường nó đủ ánh sáng. Thì hôm nay cô cháu con trở lại cái nơi khu nhà hoang, nơi cái cô gái xinh đẹp đó. Và hôm trước hồi cháu con đến đây thì đã giúp được cái... Nhưng mà nói chứ mình không thấy mặt bả đâu. Không thấy mặt. Nói chung là hình dáng thì nó xinh đẹp thôi. Nghĩa là dáng dấp về một cái mặt này thì lé hoặc là sao thì không biết. Ừ, không biết. Nhưng mà cả nhà của cháu cũng là trời sao về mũi duyên nổi. Này không biết sao mấy đám mưa nè. Ừ, nó bay kìa. Nước nó tù quá. Cái nhà nhìn kỹ rồi nó bay kìa. Này nhìn camera kìa. Kìa. Ba lẹn vậy trắng không? Thì giúp được cô gái cả nhà thì còn bà lão lại bà Hải Pháp á, bà này giống dĩ là lúc đầu bà lừa mình á, bà nói là bà là mẹ của cô gái mà hỏi ai đi kiếm con từ kiếp này qua kiếp kia. Bà sao tại vì á lần đầu mình đến thì mình thấy trong đây trong cái nhà hoang này á lại có một con cô gái trẻ và một người bà lão già, thì bà nói thì bà là mẹ cô gái thì thật sự mình cũng đâu có nghi hoặc gì. Tại nếu mà thật sự đang ở chung nhau mà thì mình nghĩ là hai mẹ con, nhưng mà từ lần ra bắt đầu là biết là cô gái này không nhận mình là mẹ, nhưng bà này thì cố tình lừa hai cô cháu để mà hai cô cháu giống như là để giúp tiếp tay cho bà để mà có một chị đó nó comment cái này không phải chị comment mà có nhắn tin lắm, nói là cái người này xứng mẹ nhưng thật chắc là nhìn rất tướng mạo là giống đàn ông. Đàn ông hả? Ừ, thì cái này thì cả nhà biết nè, nói về Phương Linh thì khi họ hiện ra thì cái tướng mạo của họ là do cái nghiệp họ gieo. Thứ hai nữa là gọi là họ nhiều khi họ muốn hướng về cái gì đó, thành ra họ quá ra cái hình hài vậy. Cái chuyện đó mình không có cách nào giải thích được. Tại vì không, đôi khi sao tôi cái nhà xem á, đôi khi Phương Linh cái nhà thấy lần này đến nó vậy, nhưng mà lần sau đến có thể họ sẽ khác đi. Đúng. Thậm chí gương mặt, thậm chí đồ đạc hoặc là hình dáng có thể là thay đổi hoàn toàn, giống như là một linh xa lạ mà chưa gặp. Họ còn giả ra mình vẫn được luôn. Họ giả ra mình vẫn được chứ không phải là không được. Thôi, bởi vì cô chú chị xem đừng có thắc mắc vì sao mà Hương Linh họ đôi khi họ hình dáng này chứ mà hình dáng kia. Không phải cô chú anh chị, nếu mà người ta không hiểu thì người ta có thắc mắc đúng rồi. Nhưng mà một cái là nếu mà thật sự mình đã hiểu về tâm linh rồi á thì cũng đừng có thắc mắc vấn đề đó, tại vì họ đã có thể biến dạng cái hình này hình kia, thậm chí là người sống họ giả được mà không chỉ là những cái hình hài đơn giản vậy. Nói chung cả nhà cái gì cũng vậy, thì khi đã nói về tâm linh là một cái điều kỳ bí lắm, mà có nhiều cái chúng ta thấy mà chưa chắc là thật, mà thật cái đó chưa chắc chúng ta thấy. Nên như con Tú đến những nơi nhiều khi hai cô cháu hai thằng á căng con mắt kênh nhìn mà không thấy. Về con camera rồi thấy. Đâu là thấy. Mà trong khi đó nhiều khi hai cô cháu đó bởi về cái coi là không thấy gì hết. Mình cứ tính là cả nhà thấy mình trò chuyện cho đã đâu, về coi lại. Không thấy gì hết. Giống như rồi nói chuyện Phong Long mình không thấy nói chuyện với ai. Tại vì giống như nó đôi khi họ tạo ra một cái ảo ảnh gì đó cho mình thấy, nhưng mà thật sự nơi đó không có ai hết. Đó. Còn đôi khi á, những điều mà họ đang kiểu như là họ đang ngồi đó nhưng mà họ lại che mình không cho mình thấy. Đó, họ muốn làm một cái điều gì đó như là tác động đến mình, nhưng mà đây họ che bắt mình đi. Nhưng mà camera mũi rằn nè. Phải chi mấy mũi này nó cho đừng cho mình thấy đỡ. Mũi ăn thịt nó bắt con thịt hết mẹ đi. Thì cái nhà thì hôm nay cô cháu trở ở đây chủ yếu là để giúp cho cái bà vong của bà già. Mà khó nghe. Cái bà già thì bà này thì cô gái nói là bà ta là một vị nữ thầy bùa đó, thì chắc có lẽ cả nhà biết rồi, nói về thầy pháp thầy bùa họ khi mà chết đi cái quan nghiệp họ nặng lắm, có khó mà dứt lắm. Tại cả nhà lúc mà họ còn sống họ đã gieo rất nhiều cái ác nghiệp. Thì họ gieo với những con linh khác đó. Chứ liêm thêm cái tâm của họ. Thường thường cả nhà biết rồi, con người chúng ta cái tâm lúc thông thường thôi. Chẳng hạn như Tú, con Tú hai thằng vẫn có cái tâm xấu. Thật sự này không có ai mà khó khỏi chứ. Có. Không có. Ông thầy chủ lại là mình kiềm chế hãm bớt lại thôi. Ai cũng có chứ. Đến lúc mọi việc nó bộc phá ra, đôi khi chúng ta không kiềm chế bản thân được đâu. Còn những vị thầy bùa thì cả nhà biết rồi. Có những vị thầy bùa có thể là gọi là giết người. Có nhiều trường hợp những thầy bùa giết người để hòng thì đó, để hòng luyện bùa luyện phép đó, luyện bùa luyện phép đặng nhờ qua mũi cả nhà cái hồn phách của họ để sai khiến. Mà cả nhà ơi, nói chung á thì gieo nhân nào gặp quả đó thôi. Nếu mà làm xấu thì sớm hoặc muộn thì chúng ta cũng phải trả giá là cái điều đó thôi. Còn mà nói về cái vấn đề mà làm phước thì chưa, mình không có nghĩ ra cái gì cả, sau này rồi mình hưởng lợi được cái gì hay không. Nhưng mà chỉ có điều là làm xấu con thấy là chắc chắn mình sẽ phải nhận cái ác báo. Còn làm tốt thì cái chuyện đó thì nó sớm muộn thôi, nó đến sớm với muộn thôi, tùy theo nghiệp nặng nhẹ. Đôi khi á thời buổi giờ nó rất là nhanh, người ta nói là quả báo hiện tại rất nhanh, không phải như ngày xưa mà quả báo thì chạy vậy đâu, thấy liền tới chỗ đó. Nó ngày xưa quả báo thì chạy, ngày nay quả báo nhắn tiền, có nghĩa là hôm nay làm xấu ngày mai nặng lại cái quả liền đó. Đó rồi đôi khi á, đến những nơi như thế này thì tụi con cũng trước tiên thì cũng phải có sự đó lễ phép với họ. Tuy là biết họ là vong linh nhưng mà đôi khi họ đã mất rất là lâu rồi, họ rất là cao tuổi rồi. Nhưng mà mình cũng phải cái gì cũng từ từ chứ. Đúng rồi. Nhiều cô chú cũng nói tại sao ủa người ta lợi cái đưa đi thật chắc đi được không? Hay là họ cho đi không? Họ khi mà họ đi thì đúng là đi nọ giờ... nhưng mà vấn đề họ chưa buông bỏ nè. Muốn... bây giờ ông bắt buộc ta đi đi thì ta dẫn đi phòng đó, nhưng mà khi ông đi rồi ta sẽ đi nơi khác thì hoặc ta phá. Còn đó, khi mà mình ở đây mình cố gắng mình giống nghĩa làm hài lòng họ nhất, thứ hai nữa là mình biết họ cần cái gì, muốn cái gì. Tức là họ đã cảm nhận được cái lòng tốt của mình thì và đó, họ đã quay đầu từ lúc ở đây rồi thì đó, thì mà khi đến chùa hay hoặc đến một nơi tu tập, lúc đó họ sẽ không có đi nữa, sẽ không đi nữa và đã họ chấp nhận từ cái lúc này thì họ đã đến đó rồi thì họ không cần đi nữa. Còn chúng ta ép buộc họ từ đây đi đến đó, họ có thể đi rời khỏi đó. Không. Thôi bây giờ cái nhà hai con cháu con sẽ cùng cái nhà đi vào để cái khu nhà nghỉ hay là quan gì nè, nhà quan nè, để coi cái bà thầy Pháp này có ở đây không. Đi cái nhà, đi cái nhà. Trời mũi vậy. Cả nhà 12 giờ trưa đây. Chắc 12 giờ không ta? Đúng 12 giờ đó. Đúng 12 luôn hả? Đúng 12 giờ luôn. Con với Tú vừa lại thì ở đây trước tiên cả nhà thì có cái vấn đề cũng hơi lạ vậy nè, là họ thường xuất hiện bên đây nhiều nè. Ở bên đây là họ cũng có thấy nhưng mà dạng mình chỉ thấy hiện tượng thôi cả nhà. Thì cái ngôi nhà này á, biết sao khu vực trên này nó có rất nhiều phòng và ở trên nó rất là âm u. Nếu mà là ban đêm không biết sao mình đến đây hầu như chưa đến ban đêm nào. Bữa đó là mới chiều thôi, tối có nghĩa là vừa đang 6 giờ, lúc đó khoảng 6 giờ 6 mấy 6 giờ. Chỉ giờ sắp tối thôi, chưa đến mức độ tối hẳn. Nhưng mà không bao giờ, nói chung mà bà lão quá đi rồi. Cũng là nói chung mong là ý bà lão cô gái đi rồi. Nói chung còn bà này thì bây giờ mong là đến đây á, mong rằng có thể khuyên bảo được bà. Mong rằng là vậy. Đi nè, hay là đi bển luôn, đi này cái đi giáp luôn đi. Biết đâu họ xuất hiện nơi nào đâu biết được đâu. Toilet. Tính ra đây uổng ra phí ghê. Không mà tại ngay từ đầu xác định đã làm vậy là thấy thua rồi. Mồ mã vậy mà đi xây như thế này thua. Này kêu là người ta mà người dành cho ở với ma. Bởi vậy người dành ở với ma mà kêu sao người ta cái gì đó. Bà Nam Mô Di Phật, sao bữa nay bà ngồi như cái hốc đó kìa. Bà Pháp hả? Bà đó. Đâu bà đâu? Cái hốc á. Không có. Bà không thật. Cũng có lòm à. Đó lòm à? Ừ đó lòm à. Thì hỏi bà xuất hiện cái mặt cái đỏ cũng lòm à. Nhưng mà bông mông của này đó lòm cục. Lòm cục hả? Ừ. Ngay cái góc bếp này nè. Ngay chỗ này nè. Ngồi vô không thấy. Ngồi đây nè. Bà hỏi mày là đây mày cũng đút nhang nữa không? Đây nè, đút nhang cái. Gì? Cái gì kẹt. Trời ơi, cái kẹt không có cái đóng cửa là kìa. Nó tự mở rồi. Gì? Cái gì nó có kẹt tự mở cửa không? Gì có, nó sẽ ra nó sao. Lần nào Đốc bữa đó chứ. Ừ, Đốc làm cái đó. Tiếng động sụp sạc. Nước gì trời mũi. Gì? Biết đâu tiếng gì? Nam mô Di Đà Phật. Con cầu Phật tổ Phật thầy chư quan cụ thần chư vị sơn thần chư vị năm non bảy núi đất đai nhân trạch thần hoàng hữu cảnh. Con cầu tất cả những vong linh hương hồn đang có mặt trên mảnh đất hiện tiền. Hôm nay hai cậu cháu bước chân đặt chân đến cái ngôi nhà này, trở lại nơi đây á, là mong rằng có thể còn bà lão ở đây thì mong rằng hai cậu cháu có hữu duyên, đủ duyên đủ phước để giúp cho bà buông bỏ tất cả, buông bỏ những cái xấu xa tội lỗi của bà mà để về với cái cõi khác, về với cái cõi mà có thể thoát khỏi cái cõi vô minh này. Con rất mong đất đai nhân trạch thổ thần thổ điện ở đây. Cái gì? Cửa tự mở. Cửa đó có vấn đề gì đó, hôm trước đến cũng bị vậy mà. Con mong rằng là đất đai thổ thần thổ điện ở đây phù hộ cho hai cậu cháu có thể sớm ngày giúp đỡ cho bà lão ở đây về với cái cõi an lành. Nam mô Di Đà Phật. Có cái nào nó không linh hồi lại? Me rụng hả? Cái gì? Me rụng. Có cái nào có cái kẹ nào cái hôn họ quá rồi không ta? Cũng giống. Lần nào họ đó không à? Ừ, ngay cái chỗ đó đó là mình vô là làm mình giật mình. Lại cái cửa mở cửa ra, cửa vô còn lần cái kẹm đó đó. Mà mỗi lần mình đấy là mình giật mình. Ừ. Có ai đi chảnh gì vậy? Ê. Có ai đi chảnh gì vậy? Có ai đi sao? Đi đây nè mày, lúm hết trơn mày ơi. Có người đi chảnh á. Ừ. Cái gì vậy? Tôi làm đứa con thôi. Kiếm cũ chấm nhang cái. Có gì không? Nóc nhà ai đi được, không ban thì đi bà được. Nóc nhà này nó nghiêng chèn nha, 90 độ rồi sao đi sao đứng. Ừ, nhà hai mái mà. Bên này hai con cháu không có đem bánh cũng đà bỏ vậy không. Chừng nào bỏ thành tâm bỏ quy đầu đi mình sẽ cúng. Gì trời, đâu có gì đâu. Nó đứng gì cực không có gì. Cái gì? Cái gì cho nó ngại đi. Ừ, không biết kè, không biết kè. Ờ, mình không thấy gì. Nè, thấy đâu. Ê, cái gì cái nữa? Đâu có gì đâu. Đây. Ê, cái gì? Ê. Ủa nhang đã đốt đúng không ạ? Cầm cạnh nhóc nhà ai gian là có người đi mà nhìn lên. Đi đâu sao thử đây. Gì? Đi đâu thử đây. Ở đây nhìn thấy rồi lên đó sao chứ? Vậy hả? Không có gì. Không. Kỳ cục. Đây nè. Ra đây nè. Đâu có gì đâu. Đó, cái gì? Ủa. Ê. Cái cửa nó đi ra, tôi đi ra xa tôi đâu đóng cửa đâu mà cửa hết rồi đó rồi. Tiếng gì giống á, tiếng gì giống. Ê, cái gì kìa. Tên lố mặt vô mà chắc. Thôi lội mắt ngoài luôn. Đây qua bên đây, qua bên đây. Quá trời mũi. Từ. Để nó mở cửa ra. Sợ bà cái kẹo biết bà có bụp mình không. Đâu có gì đâu. Không có gì chứ. Không. Kỳ gì? Kỳ tắc. Cái cửa này nó làm hoài luôn á. Đi vô. Đi qua bên kia luôn hả sao? Đi bên kia luôn. Tính là mình đi đến đây biết nhiều lần chứ mình chưa đến chỗ này. Gì trời? Quái thật. Hỗn với cái hình hả thần điêu đại hiệp ăn cát. Ủa này cát à? Cát. Tưởng đâu tè bài cái gì con ưng. Mày chảnh nè. Tắt liên tục tắt. Mẹ với tao quậy dậm ra cho cả nhà xem hết thứ. bên ngoài nhìn vô á, cuối cùng là của cái cảm giác gì nó âm u và nó yên tĩnh sao đâu, phải không? Ừ. Một khi mà mình lên trên lại bắt đầu tiếng động rồi hiện tượng đều xảy ra rất là nhiều, nhưng mà ở ngoài nhìn vô giống như căn nhà yên bình cũng có gì. Ừ. Đi trước đi, đừng có quay cho hết cho cái nhà xem mà, đi trước đi. Có gì lo lặng lên. Quay cho cả nhà thấy cái độ rộng của ngôi nhà này cả nhà. Sao? Có gì không? Gì? Ý là có gì không, cứ coi, có gì tao lên sao? Chưa lên tối nó hỏi có gì không. Trời ơi. Cái gì? Không phải bà già đâu, cái bông nào mặc tướng đỏ ao à? Đỏ ao. Mới ngồi trong này. Đỏ ao bà già đó má. Không, cái mặt này tôi nhìn kỹ lắm, mặt có thẹo linh đó. Thẹo không ai? Không biết. Mới đưa cái mặt vô cái cửa. Có thấy đồ hay là mặt không? Thấy cái mặt không? Là tóc đen. Tóc đen hay tóc trắng nha? Tóc đen hả? Ừ. Vậy ai thật? Mới gì tới đây đưa mặt vô cái cửa này nè. Nhìn ra mà cái hình như cái... Từ từ. Cái mặt có thẹo như bành kia này nè. Giống như bị chém vậy. Ừ. Giống như bị chém lúc vô tổng. Ý da, đóng cửa rồi. Tới đây đưa cái mặt cái từ từ cái này. Ốc. Ủa? Đâu rồi ta? Nhìn hình nhà hài có biết không? Cái gì sao rồi? Không biết. Cái gì dội hoài à? Dướng dưới cái gì? Đúng. Không có dướng. Đây thì quay qua bên cái phòng bên đây thử coi. Có cái lỗ nè. Cái lỗ máu me đó. Cái nhà để lết á. Có gì không? Không có thấy gì đâu. Kỳ đó. Giờ mày nói này, cái bông này bông khác nữa hả? Ừ, cái này muốn sụp. Cái mặt cũng đỏ đỏ giống vậy, giống bà đó. Nhưng mà tóc thì đen mà mặt thì không giống vậy. Mặt bà già kia nhìn biết liền à, cái mặt này lạ. Ê, tiếng gì? Có đồ nữa trời. Ê, tiếng nữ không? Con người. Coi chắc bà Phật, bà đó rồi đó. Nam mô với Phật. Bà ơi, hôm nay tụi con trở lại đây để giúp đỡ cho bà đi. Cũng như đằng trước á, tại vì có một sự gì đó mà ràng buộc bà muốn bắt cái vong của cô gái đó, thì tụi con mới cản bà và không cho bà đi vào con đường tà đạo. Thì hôm nay trở lại á, thì tụi con cũng muốn đưa bà về chùa, nhưng mà về một cái chùa khác để cho bà tu tập với cô gái kia, tu tập cũng như nhau nhưng mà sẽ không có gặp mặt nhau. Ê, trên vách nó có hiện cái chữ gì lên chỗ nào thấy không nè? Đó, chữ bờ, chữ trên chữ O với chữ bờ đó. Chữ B hả? Ừ, đó, chữ B đó. Ây da, quá mũi mà chữ O bự luôn mà đứt phân nửa. Ê, không phải đứt phân nửa, dưới phân nửa nè. Mà cái gì ngộ ta? Dưới này phân nửa, trên này phân nửa, mà dưới hai này hai chữ B chữ O. Tao nhìn lại gì? Có giống như đó là một cái gì đó, có cái gì đó sắp đặt chứ không phải tự nhiên nữa. Ừ. Cả nhà thấy không? Mà giống dĩ là nó không phải là được con người mình vẽ, mà nó được hiện lên từ một cái điều gì đó. Gì ngộ vậy? Ừ. Cái gì? Không biết nữa. Sau cửa này nè. Mày nói Nhân Trang có gì đâu. Có gì đâu. Biết đó. Ê, tiếng gõ kiểu bên kia nữa kìa. Đâu có gì. Tiếng gõ đâu à? Bên kia. bên nhà bển á, phòng bển đó gì mà phòng số 1 á. Phòng này nó mở rồi nè. Mà sao ngộ ta, Bông Linh hôm trước cái bà kia mặt đỏ mà tới hôm nay gặp cái bông lạ này cũng mặt đỏ luôn. Kỳ. Cái gì? Cái cửa khép lại. Cửa số 3 này nè. Mà lại tôi thấy bà đưa cái mặt cây cửa số 3 này. Không chừng bà ở vòng vòng đây nè. Cái cửa đó. Mà có thể bà không có muốn tìm thấy á. Tao đốt. Con ơi bà. Con biết á là bà chỉ. Gì vậy? Trọng phải không? Ừ, Trọng. Bà đó không? Không phải. Gì? Cô gái mà. Cô gái? Ừ. Mặt sao? Mặt đỏ như là có hai thẹo mà hai con mắt kia. Kìa kìa kìa. Không có ai đâu. Lẹ vô thôi. Có ai chứ? Có cái động cả. Hả? Nó thấy gì mất tiêu rồi. Ừ. Sao cửa tự động đóng vô không ra? Ôi, để đây. Gì? Cái cửa cái gì đó mở ra vô mình. Bả trong đó đó. Bả trong đó. Ghê quá. Mở cửa này phải dám vô một lần đầu vậy. Ý là nghĩa là nó thà mình gặp bả đi. Ừ. Sợ cái thứ mà bất chợt cái nó không biết đâu đâu nó lúng nhích. Cái người này là một cái người nữ. Nữ hả? Nhỏ tuổi. Dáng dấp thì đó, đâu á? Hả? Trong đây nè, này Vinh này luôn nè. Tụi nó ở phía đây nào. Úi dạ. Từ từ. Úi dạ, trời ơi, cây mực. Rồi. Cái gì? Vô. Có thấy gì không? Có gì không? Không. Nhà bên đây nè, nãy bên đây phải không? Ừ, cái động bên đây nè. Không có gì đâu. Cái bà mặt đỏ ao kìa. Đâu? Mà cái người này không phải. Ủa? Ở đâu vậy? Ủa? Mà cái bà này, cái người trẻ. Đúng rồi bà, người khác. Ừ, không phải bà già. Không có bà già. Mà mặc đồ đỏ không? Ừ. Không phải, nãy tôi không biết bộ đồ gì nhưng mà thấy đồ đỏ. Thấy mặt đỏ ra. Áo dây. Áo dây à? Cô gái. Kỳ vậy ta. Không phải bà lão nghe. Được rồi, vô lên mua rét đi. Nó trộn máu nghe nè. Nó trọng quá. Ờ trọng mà. Ờ cô gái. Mà cái đầm, cái váy, cái gì hết. Thấy không? Đồ má. Ủa? Không thấy gì đâu. Ủa? Cái gì? Cái giấy. Đấy nè. Gì? Bướm vô đây chết nhóc trong này. Ba dính bao dính nhện vậy. Ừ. Nè, cánh không lẹ. Cái màu máu nó phúng lên ghê chợ ta. Bên từ đâu ra ghê vậy? Không biết được. Đi đâu chứ đây có gì đó sao? Hết chuyện rồi tới rồi đó tới nhà. Mà giờ mình bây giờ chúng ta có gì đó sao? Thử bởi vì cả nhà nhiều cái con cũng bất khả dĩ chứ không. Bất khả dĩ, bất dĩ. Nó cũng như nhau. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Cầu Phật tổ Phật thầy chư quan cửu thần chư vị sơn thần chư vị đất đai nhân trạch ở đây thì con còn những vong linh hương hồn ở trên ở mảnh đất hiện tiền thì nay con không biết là vong linh gì? Con không biết là vong linh đang hiện hữu ở đây là từ đâu đến đây và xuất hiện ở đây từ khi nào thì được việc mà tụi con đến đây và diễn kiến được vong linh đó là cái duyên lành. Con mong rằng á thì nếu mà những vong linh ở đây có thể nghe những gì Mai Cậu Cháu đang tỏ bài thì rất mong á cũng cho tụi con biết hình hài của các vị nghe đây ra sao để hai cậu cháu có thể thuận tiện. Tiếng phát là từ dách đó. Có tiếng khóc từ trong này phát ra. Mà cái dách này, ấy, cái dách này hình như bên phòng số 1 á. Thông như giáp với phòng 1. Ừ. Để nghe thấy cái gì. Đâu gõ gõ bên kia. Ghê quá, kêu tôi gõ. Này nè. Gõ cho sạch sạch á. Có chỗ nọ sạch chưa á. Cái cây đó, cái đó ừ ống hút à. Mày giống áo mà hiểu mặc vụ. Bệnh đi, bệnh đi. À khoan. Gì dữ vậy? Tiếng đâu vậy? Không biết nữa. Ê, ê. À, là, chỗ này, chỗ này. Cái tiếng này, cái tiếng... Lâu quá à? Ừ. Mày giống tiếng Nam. Ừ, giống tiếng Nam quá. Nhưng mà hồi trước giờ mình xuất hiện ở đây đâu xuất hiện đâu con Nam đâu. Ừ. Nam mô Di Phật. Quay 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 lại đây này. Cái gì? Vừa tính mở, tính lấy cái này. Ăn cũng đèn. Cái này. Nam mô Di Phật. Thì hôm nay hai cậu cháu của tôi trở lại đây á, thì trước tiên á, thì cũng đã thấy được quý vị ở đây. Mà hôm nay á là có sự xuất hiện của Phương Linh nào nữa đó. Thì tôi không biết cho nên là khó trong cái sự mà giao tiếp. Hai cậu cháu cũng cầu mong rằng là Phương Linh, cầu mong rằng Phương Linh có thể hiểu. Mà bây giờ á, có thể cho cậu cháu của tôi biết là Phương Linh từ đâu đến đây, hiện diện ở đây có cần được gì không. Và Phương Linh bà lão, cái người mà được chúng tôi biết là một cái vị tu sĩ hoặc là một vị thầy bùa nào đó. Thì cậu còn ở đây không? Có thì hãy cho chúng tôi biết đi. Thôi, con tao đâu, con tao đâu. Lửa hả? Ừ, nó không đâu. Ý là bà đó. Ừ. Không, mình đưa bà kia đi. Ừ. Gì trời. Sao, khoan khoan. Mày ớ mà không dám dùng cái bóng đèn nữa mà nó... Quất một cái. Tới siêu luôn. Nam mô Di Đà Phật. Cho tôi hỏi vong linh nào đang ở trong này gì? Có thể cho hai cậu cháu tôi được diện kiến được không? Để chúng ta cùng trò chuyện, tháo bỏ những cái quất tắc cũng như những cái khó khăn, để có thể giúp đỡ cho vong linh sớm ngày được giải thoát. Gì vậy? Sức cái đầu đèn nữa kìa. Sức đầu đèn nữa kìa. Ừ. Nó bén không em? Cẩn thận. Gì vậy? Kẹt rồi, kẹt cái miếng trong này. Thấy gì đâu ta? Ê, có cái gì ở trong đó? Có cái bóng. Thấy không? Có cái bóng gì trong đó. Đi. Trong này. Ủa, nó có gì? Có bóng. Gì? Thấy là cái bóng hả? Cúng này luôn đi. Cúng vô luôn đi, cúng hoài. Mẹ thấy giống tao không? Gì? Mẹ thấy giống tao không? Bóng mà. Ừ. Kỳ ta. Có gì bên trong không? Không. Hả? Thằng tôi giống. Kỳ ta. Tự nhiên trời bữa nay tự nhiên nó tối lại nghe. Ừ. Gì? Ấy. Mà. Ủa. Ấy. Ô. Ê em mở lại nghe. Tao thấy gì bên ngoài á. Cái gì? Có gì? Má thấy gì lướt ngang trong đêm. Ủa kìa, có căn mà. Ủa sao cái này đang cộng trong kia cộng ta? Đang cộng. Ừ. Ủa hổm thấy con cộng không à? Đang cộng nè. Một bữa hổm mình thấy con cộng không à? Ừ. Nam mô Di Phật. Thì các người ơi, thì nơi nào đến đây thì cũng là hương linh thôi. Quại trời. Trong đây đóng cửa kìa, đừng đụng cửa, tối cửa kìa cả nhà. Bây giờ là vậy nè, bà nói chuyện đi, xong tới 1, 2, 3 là chạy đắng, cô có thấy bà chi giống. Nam mô Di Phật. Cho hỏi bên trong có hương linh nào đang chứng ngụ? Nếu đã có rồi thì có thể cho cậu cháu tôi được gặp gỡ hình hài có linh được hay không? Trời ơi, nó bấm người bữa nó lại chạy sao chừng nãy kìa kì. Đó, cả nhà mở cửa. Có ai trong không? Ông nhìn thẳng vô, ông thấy không hỏi tôi. Mà mày nhìn mặt quẹo bến đấy. Cái chuyện cái đồng rồi đó. Cái cô gái ngồi sát kép bên đây nè. Mà phan từ vô mất đi qua. Để nói chuyện xíu đã. Tao lắng với mày. Ừ. Cô ơi, thì giống dĩ cậu cháu tôi cũng biết cô là từ nơi khác đến, và hôm nay có duyên gặp gỡ nhau thì chắc có lẽ cô thì lạ với chúng tôi đó, nhưng mà chúng tôi thì đã đến đây rất là nhiều lần rồi để giúp được một vong linh của một cô gái trước đây. Thì hiện tại ở đây cũng có một cái bà, một người đàn bà thường bắt vong linh để mà luyện bùa phép đó. Nếu mà cô cần sự giúp đỡ điều gì thì có thể cho cậu cháu tôi diễn kiến được cái hình hài của cô đi. Cô cần điều gì tôi sẽ giúp đỡ cho. Tiếng gái à? Ừ, nghe tiếng mà tiếng nữ vậy á. Cái cửa không biết đâu luôn, nghe tụi lâm viên không biết đâu luôn. Cứng ngắt hả? Anh có rồi. Nói chuyện thì mở cửa vào tiếp, chứ mà đẩy vô không vô. Mà không cho thấy mặt thì sao nói chuyện? Mà ngồi sát gấp đây nè. Thì đó, ở đây thì nhìn thấy vừa thấy được một chút xíu. Ừ, nhưng mà cái là bà bỏ vô. Bây giờ á, chắc có lẽ cô sợ chúng tôi, hay hoặc là cô như thế nào đó thì tôi không biết. Thì nếu mà thật sự chúng tôi đến đây để bắt vong linh hay hoặc là hại đến cô thì đã làm từ sớm rồi, không phải mà để mà làm cho nhiều ha. Lấy một cái đèn cày gió đốt dắt vô cái tủ lỗ. Có chưa? Có. Nó có gì bên trong này? Mình hết thấy. Còn nhích cái cửa nè. Không bên đây vậy nó thấy nè. Cửa còn nhích nữa nè. Tao bước vô thử nha. Thử đi. Nó có gì đâu. Có gì không? Không. Nó nghe hiểu rồi đó. Kìa. Còn nhích kìa. Gió gì á? Đâu gió là cũng chết, không gió làm gì nữa gió. Chứ sao kìa vậy? Có gì đâu. Một cái đâu tiêu rồi. Ừ. Kì. Đâu tiêu nè. Cầm đi tôi lại lấy cầm. Được đấy. Cái gì đâu. Cái gì gặp bên đây? Ây da, ê cái gì? Ây da. Tật nữa rồi. Sai. Đúng sao? Đâu rồi? Có sao? Ông có giống không? Nghe này chạy. Ai Ngồi ơi. Ôi. Ủa tóc, tóc đừng cày luôn rồi. Cậu ơi. Ổn không? Ông đâu ra? Ông đâu rồi? Làm gì vậy? Ủa đâu rồi? Ông Tư chạy. Cái cửa. Ông đâu rồi? Làm gì đó? Ủa ông ở đây nào tôi chẳng? Kỳ đi. Mới thấy ở đây tôi trời. Ông chắc trong trong phòng rồi nè. Bình. Để đóng cửa là có nhà, để đóng cửa đang tắt đèn, mở đèn lên. Đóng cửa nó mở đèn cày lên sao? Ổng ở trong này nè, ở góc cộng ở đây, cái cửa này, trong này nó mở hoài ra, không có chịu đâu nhưng, kìa. Đúng rồi. Ra đây. Ra đây. Là chỗ đó à? Ê. Đâu rồi? Tiêu trời. Đâu rồi? Mới thấy đầy đủ rồi mới trời. Cái trời. Mới thấy trong này luôn á. Ông mày nè. Mà chưa mất tiêu rồi. Kỳ lạ gì? Mất tiêu rồi. Ông đâu rồi? Ê! Cái cửa. Đây, đây. Gì? Tiếng gõ ra cửa ra cọc vậy. Ông đâu? Ông đâu rồi? Tiêu chạy. Cái gì? Để bây giờ mình đóng cửa rồi nè. Đó. Tụi mày đóng cửa rồi. Đi ra ngoài đi. Làm gì đó hả? Đừng đóng cửa. Mở cửa ra, ổng thức, ổng tiêu rồi. Cậu ơi. Ra đây. Ủa đâu rồi trời? Ủa? Kỳ lạ vậy ta? Ai đó? Ai có cửa vậy? Ui. Mày đóng cái gì vậy Túc? Ai đó? Ai có cửa vậy? Ở đâu nãy giờ vậy? Là sao vậy? Sao? Không có dụng nào nè. Nãy giờ hỏi bển nói chuyện mày nói mơ rồi. Tự nhiên cái bỏ máy chạy hết máy tan qua đây rồi cái mất tiêu luôn. Gì? Cái gì? Là gì? Là sao? Là tự nhiên đang nói mà kêu ra chuẩn bị đồ cúng gì tự nhiên cái sách máy qua đây mà làm gì đây? Ông có gì bệnh? Nãy tao mày nói chuyện bến đâu? Chuyện nào? Nãy ngồi cửa rồi mày kêu đi vô đó. Vậy là lại đi với tôi. Sao biết mày tự nhiên tên ai biết mày? Ông mới với mặt trong toilet nè. Đâu ra ông thầy. Từ nãy giờ ông bị không, hồi nãy tao đi trong nhà rồi đầu mày cái gì đó đóng cửa lại mà chui vô thì mà tôi thấy ai cũng nói chưa mà kia cúng rồi không thấy ai đâu phải làm đâu rồi tôi nghe tiếng động ra tôi quậy vô đây. Ủa sao bộ đồ đây? Ủa tôi cầm qua mà nói thì vậy thấy cái bộ đồ bến bộ đồ gì ai đâu biết. Ông nuốt mặt ra, ông nuốt mặt đây ở 3-4 lần bắt đầu tôi đóng cửa tối thui là ông nuốt mặt ra mà hồi tôi kêu ông đi ra cái mất tiêu. Không phải tao gì ai vậy rồi ông mở cửa nó vô tôi biết là không biết người nào luôn. Tôi ngồi bển biết bao lâu luôn tôi đi lấy đồ. Trời tao soạn đồ cúng sẵn trên bển thôi nè đi bển đi mà sao có một đồ cúng lại đây đồ cúng đây rồi ông lấy đồ soạn bển có đầy đủ chứ nhang đèn đồ nữa bánh nữa. Bánh luôn ừ. Mà mình đâu thấy bánh nữa đâu cô kỹ rồi nghe mình đâu thấy bánh ở đâu mà có bánh. Ủa lộn phộng bên đây nè. Đâu? Đồ cúng đâu? Đâu có đâu. Cái này hú ơi. Họ che mắt mày, rồi che luôn mắt tao. Mà tôi đi sờ quần dông nãy giờ ảnh á. Không phải tao. Tao ngồi để biết có lâu nè. Chứ phải tao không biết nói gì. Mà lúc mà ông ở trong này bị đóng cửa là tôi chạy vô là không thấy ai chứ. Lúc đóng cửa là tao nhớ là xong tao ngỡ rồi mày vô. Không, cái cũng ơn tôi vô nữa. Không thấy ai vậy chứ. Nó che mắt không? Tao ngồi đây nè. Nè, tao lấy đồ tôi quét sơ sơ nè. Thì cục vậy. Rồi tôi nghe tiếng động bên kia kìa. Ông lúc tao có thấy ông, thấy vậy này nè. Ông thụt ló cái mặt ra cho toilet á. Nếu mà tao là thụt ló chị đúng không? Nó giả tao là gì vậy? Mà mỗi lần tôi đóng cửa lại á thì nó mới thụt ló. Tôi kia tôi bóng tối trong phòng đóng tối kín luôn á. Thụt cái mặt ra, tôi cầm lên cậy lại. Mặt cái mặt tao à? Mặt của ông với mặt của ai? Cái hình trâu cũng nhận ra ông. Kỳ vậy đó. Tao không khi nào họ che mắt mày, che cái mắt cả tao. Tao thấy không che tao. Tao thấy mày chạy bển nè. Xách cái máy đi. Không mà từ đầu thì tôi không gọi với ông. Ủa? Từ đầu thì tôi không gọi với ông đến đây đâu mà không che mắt. Vậy là không che mắt tao à? Không phải đâu. Một là nó có một con giải cho tôi, một con giải cho ông. Tôi tách tôi ông ra đó. Tao nhớ lúc mà tao bước vô cả nhà chắc là không, nói chung là có khả năng là vậy. Cái người đây, cái người mới xuất hiện đây là một người nữ. Cái người nữ trẻ. Bóng gì? Cái gì? Có cái bóng này á. Bóng gì? Phải như cái tường này cái bóng không có gì đứng lên á. Mày đứng á? Không phải, tôi đang ngồi tôi thấy bóng nó đứng lên màu đen nè, tôi quay lại đó. Đó thằng thấy ngoài này đó đó thấy thằng đó nè chỗ này cái bóng này đó cái bóng đứng lên kìa, bóng ngoài đó nữa kìa, ngoài đây đây tức quá tức cái này nó giả cả tao và thậm chí nó giả luôn cả mày. Ừ vậy là bây giờ ông ngồi đây giấc ma tôi giờ đi bên kia bây giờ ngồi với ai vậy? Tao không biết. Tao không chia sẻ tâm sự dữ lắm đâu. Có đâu vừa nói vụ mà tao nhớ là tao có nói vụ mà cái cô gái kia với mày á. Tao thấy nói gì cũng lâu bộ. Thì lâu lắm chia sẻ với nhau. Rồi tao quay lại tao thấy mày xách máy đi. Ông đi vô đây tôi đi theo. Mà qua bển đóng cửa lại. Ở trong lỏng không có chân nè. Tôi nghe rõ cùng cạch kia. Cái tôi vô trong phòng tôi đóng cửa lại bít tịch tao hù à. Cái ông ở trong đây ông toilet này nè. Ông lú nữa. Ông toilet này hả? Ấy giống cỡ này nè, giống vậy nè. Là ông lú nửa cái mặt ra chỗ vết này nè rồi thọc vô mất tiêu. Nấu chơi năm mười mày đâu mà làm gì cái đầu tôi chạy vô lại cầm vô mất tiêu mà mấy lần vậy không một lần nữa. Mày có để ý có gì lạ không? Không thấy cặp mắt hơi lạ, cặp mắt giống như là sợ sệt một cái gì đó hả? Cặp mắt giống như sợ sệt gì đó mà ê đúng rồi hình như không có cô mít này phải không? Ông có đeo không? Thì tao đeo là suốt rồi này, từ suốt mùa thu. Không. Tao đeo khắc mày là tao lộn ở trong nè, mày ngoài tao lộn ở trong nè. Không có, hình như không đeo mít. Rồi chắc chắn luôn rồi. Không phải là nó bắt tao đi mà dặn như nó giả ra tao luôn. Ừ. Chuyện hồi là giả ra tao đó. Nhưng mà tại vì lúc đó tao không biết cái điều này. Rồi kiếm ông tôi ý cái này làm gì? Thì đó, thấy thôi. Thấy cái mặt này lướt mặt cái này tôi đứng là tôi kêu đi ra ngoài này đi. Mà đúng cái kiểu như là làm thụt ló sợ mà lúc nào không có hết nha. Có nửa mặt thôi. Nửa mặt cứ mặt xéo xéo vậy nè, phức vậy nè, vậy nè. Đó, đúng là một nửa vậy nè. Nói chung là câu máy là biết rồi. Đúng rồi. Úi giời. Kỳ ta. Lạ rồi. Hôm nay mà ấy đấy không, hôm nay bà già không thấy xuất hiện. Ừ, không. Bà già kia kìa. Không. Cái bà già thì phá không thấy hiện luôn. Ừ, mất tiêu luôn. Thấy là những cô gái không? Ừ. Có cái nào cô gái nào mạnh hơn cái bà già đó không ta?